chào cả nhà, khí dòng Exeter 155 phiên bản 2024 bây giờ đang hot rần nha cả nhà. Hiện tại bây giờ giá cả của em này thì cũng đã hạ rồi, không còn quá cao như cái thời mà mới ra mắt nữa đâu cả nhà. Giá xe bây giờ đã hạ rồi nè, đặc biệt nữa là dòng Winner, dòng Exeter 155 2024 thì họ về những cái màu zin rất là nhiều màu đẹp, và thấy là có những cái màu khá là độc lạ luôn nha cả nhà. Thì video này thì Liên sẽ cập nhật cho cả nhà về những cái màu sắc của Exeter 155 2024, và đồng thời nữa thì khi cả nhà tới cửa hàng mua xe có liên hệ trước với Liên thì Liên còn giảm giá trực tiếp vào giá xe cho mình là từ 1 tới 2 triệu đồng, combo cả tặng em đến gần 1 triệu đồng. Ngoài ra khi mình gắn lên những cái phụ kiện lên theo xe, mình sẽ giảm từ 10% đến 70% nữa, thì đó là những chương trình ưu đãi khi mà tới cửa hàng mua xe với Liên. Rồi bây giờ mình vào tiếp tục mình đi xem xe với Liên nha. Đầu tiên là một cái màu sắc mà từ trước tới giờ Exeter chưa bao giờ ra một cái màu như này luôn nha cả nhà, gọi là màu đen nâu ha. Nhưng cảm thấy được màu này có sự kết hợp rất là đẹp luôn. Màu đen phía trước mình thấy được màu chủ đạo sẽ là màu đen này, nó sẽ cái kiểu là pha dần dần á, màu đen sau đó kết hợp giữa đen và nâu pha trộn với nhau và cuối cùng sẽ là màu nâu hẳn luôn này cả nhà. Nhưng mà nói chung cái màu này nó kết hợp rất là hài hòa luôn, và đặc biệt là khi cả nhà mà chạy em xe này đi thì biết được là 2024 liền, bởi vì là trước giờ chưa bao giờ ra cái màu như thế này. Anh chị em mình mà tín đồ có màu đen đó thì là phiên bản khóa Smart Key thì màu này cực kỳ là ok luôn, rất là đẹp luôn ha. Đó rồi trong này đây thì Linh có phiên bản khóa chìa của em màu vàng này cả nhà. Em này đây thì Liên lên luôn một cái tay thắng và bao tay nữa, màu vàng luôn, rất hợp với xe luôn, kết hợp lên cực kỳ là sang. Trong độ trước này, trong độ sau màu vàng nữa, nhìn lên xe này cực kỳ là sang luôn. Rồi một em nữa là màu đỏ này. Đó, màu đỏ rượu nha. Liên có màu đỏ tươi nữa nha cả nhà. Rồi ở đây Liên có được em màu xanh này. Còn Liên báo giá cho cả nhà mình luôn nha. Nếu cả nhà lấy phiên bản khóa chìa sẽ là 44.500.000 và phiên bản khóa Smart Key sẽ là 47.500.000, là phiên bản 2024 và thắng thường ha. Rồi ở đây thì Liên có luôn được em thắng ABS này cả nhà. ABS thì hiện tại đây Liên trưng lên được hai màu thôi, vì ABS hiện tại cửa hàng Liên có 4 năm màu luôn, có thêm màu xanh GB và thêm màu màu bạc này, màu gọi là xanh xám bạc đó. Còn thêm được màu phiên bản Monster nữa, là thêm ba màu nữa nha. Còn đây Liên trưng hiện tại Liên trưng hai màu ABS thôi, là màu đen. Em này là đen vàng đồng mà khách hàng lên cực kỳ là thích luôn nha. Đó, kết hợp luôn cặp mâm này, cặp mâm vàng đồng cũng như cái tem vàng đồng rất là sang, và cái cản xe cũng màu vàng đồng luôn, nên thấy là cả đen kết hợp vàng đồng rất là sang luôn. Bên cạnh đây thì Linh có được em màu trắng này, cũng là thắng ABS luôn này cả nhà. Đó. Thì nhìn chung về cái dáng vẻ bề ngoài thì anh chị em mình cũng khá là quen thuộc rồi. Video này thì chủ yếu là cập nhật với cả nhà về cái màu sắc của xe thôi ha. ABS thì giá sẽ nhỉnh hơn so với bản thắng thường một chút xíu nhá, 49.500.000 nha cả nhà. Tới cửa hàng mua xe có alo cho em Linh giảm ngay 1 tới 2 triệu đôi khi còn 47.500.000 thôi, là phiên bản thắng ABS ha. Rồi số điện thoại của Linh là 0985794100, có dùng Zalo anh chị em mình mua xe thì mình nhớ các bạn Zalo để Linh tư vấn cũng như là gửi định vị cửa hàng cho mình ha. Trong xe này Linh sẽ có hỗ trợ cả góp và tiền mặt luôn á. Góp thì mình đưa trước từ 6 triệu là mình có thể ring em phiên bản 2024 như thế này rồi nha cả nhà. Ngoài ra bên Liên sẽ có hỗ trợ là sơn xe theo nhu cầu. Anh chị em mình muốn sơn xe thì đặt sơn thì mình cứ kết bạn vào số Zalo của Liên đó, nhắn tin qua đó gửi những cái màu sơn mình mong muốn thì Liên sẽ sơn lên trên phiên bản ABS cũng như phiên bản 2024 tiêu chuẩn và chìa khóa cho tiêu chuẩn và khóa Smart Key cho mình luôn ha. Và cảm ơn cả nhà nhiều nhất, bye bye.